Hey, chỗ này ngồi được rồi mày la. Look at that, so cute. You can sit. Đẹp chưa? Đó, that's the beach. But this beach not for swimming, just for walking and lying down. Đấy. Cái pool của mình trên đó kìa. Mình lên chụp hình pool chiều chiều này hay sao? Yes, this is a real beach with sand. Mình sẽ đi một cái bích nó bự hơn để cho con bơi. Cái bích này á, là chỗ đậu tàu đó, nó deep lắm. Okay, let's go to the beach. To go. Here's a room. So we take pictures. Ôi trời, cô đứng nè, cô đứng cute chưa? So cute, Bella, you're so cute. Phòng của mình trên lầu 2 kìa. Picture time kìa. Okay, picture time. Trời ơi, cô đứng cute chưa? Tàu không? Tàu. Như vậy với cả là đi vacation với các bạn ở Việt Nam đi vacation như vậy là đi nè, thuyền không là tàu không. Một trong những cái tàu này thấy nó là một tàu cho mướn, nhưng mà tụi tôi say sóng không muốn đi. Vậy tôi là người vượt biên, tôi không muốn đi tàu nữa. Tôi phải tránh xa nước. Nước y như tờ, nặng y như tờ. Đó, cái giống như cái tháp chùa này, nhưng mà sự thật là cái resort. Hồ bơi trên đó đó. Đó, hồ bơi ngay trên đám đó. Trời ơi, bác ngồi sang chưa? Dưới mấy cây dừa ha. Đó, the flower. Đó, lan cam của mình trên đó. Đằng xa thì là... Videos of you are making poses, not so much. Yeah, okay. Thấy không? Đây. Ok, xong rồi chưa? Chưa nữa hả? Mẹ chụp đủ kiểu cho Bella hết kìa. Look at this, cây dừa. Oh my god, cây dừa cao quá. Đứng đây mà mình chụp Bella với lại các resort này mình cắt. The sky is clear blue, my friends. Clear blue sky. Look at this. Biết kiểu à, biết làm kiểu à. Vậy ha. Yeah, rất là biết làm kiểu luôn á nha ba. Bella đang posing cho mẹ ha. Yeah.